Rồi con được cái gì của chú một bà mẹ mới khóc đâu rồi? Dạ thưa cha là con được rất nhiều ơn, nhưng mà con kể cho cha và cộng đoàn nghe là hai cái ơn gần nhất là con trước đây là cách một tháng con khó thở, con hồi hộp, con cứ đi lên lầu là con ngồi con không thở được, là con lúc ngày nào cũng bị khó thở. Thế là con mới đi khám bệnh thì bác sĩ kêu là bị nhiễm độc giáp, là phải cai sữa cho em bé và điều trị uống thuốc. Thế là con cũng nghe nhưng mà con không có lấy thuốc. Thế là hôm sau chiều chủ nhật là con đi theo xe của mẹ chồng con là lên tới đây, là con xin cha đặt tay và cộng đoàn cầu nguyện. Thế là sáng hôm sau về từ đấy thì con không có cảm giác là khó thở, con vẫn bình thường như bây giờ. Dạ. Và có cho con một con bú không? Con vẫn cho con bú bình thường. Con không có lấy thuốc mà không có gì hết mà vẫn không thấy cảm giác khó thở nữa. Dạ, ơn thứ hai là khi mà con chuyển dạ, con sanh con bé này là sanh khó, là bác sĩ cho lên bàn sanh rồi nhưng mà không thể nào em bé ra được, mà lúc ấy vợ cũng vỡ hết ối rồi, mà em bé là trong tình trạng ngộp, mà mẹ cũng nguy hiểm, hai mẹ con nói chung là đều nguy hiểm đến tính mạng. Mà lúc ấy bà nội con, mẹ chồng con mới đưa con đi ấy, thì mẹ chồng ký vào giấy thì thậm chí mẹ cũng chả biết là mẹ ký cái gì nữa. Thế là con nằm á thì con đau quá, con chỉ lỡ mỡ con nhìn nó được ánh sáng, là con bảo con cứ lạy Chúa Giêsu, con tiếng thác vào Chúa, còn cứ không được đọc được cái kinh cầu nguyện nào dài nữa. Thế là nhờ gia đình con tập trung cầu nguyện và chồng con cũng nhắn tin cầu nguyện với cha, nên là bây giờ là mẹ con đã được bình an và con đã được như vậy đây. Dạ được 6 tháng rồi cha. Dạ được 7 ký 8. Dạ con xin mổ. Dạ vâng. Đây đứa bé, đây đây cho bé con lên đây đây. Rất dễ thương các vị. Nó còn móc cái miệng này rồi thì rất dễ thương nữa. Rồi con tên là gì ở đâu? Dạ con tên là Maria Nguyễn Bích Thảo, con ở Biên Hòa, Đồng Nai. Rồi bây giờ cho gửi tặng cho gia đình con nha. Cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, và đây là CD bước trong tin yêu về cho bé nó nghe nha. Bỏ vào cái bao của bé nó vỡ. Rồi còn cái cô nào mà 17 năm mới sinh con đó mà bé nó khóc khóc ra bây giờ cho như vậy đây là cả đó.